chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Vũ. Cảm ơn tất cả các anh chị cũng như các bạn thời gian qua đã theo dõi kênh của em, đăng ký và like ủng hộ giúp em trong suốt một quãng thời gian dài. Chào mừng tất cả các bạn mới vào xem video của mình. Các bạn nhớ là đăng ký kênh ủng hộ mình và ấn cái nút chuông bên dưới để theo dõi những cái video mới nhất của mình ạ. Và nhớ là comment bên dưới cho những lời nhận xét đánh giá để em Trang có thể hoàn thiện hơn về những cái video của mình, cũng như là tất cả những cái mẫu sản phẩm hoặc là cái cách sửa chữa quần áo bên em Trang ngày càng hoàn thiện hơn. Và ngày hôm nay thì em Trang sẽ xin giới thiệu với tất cả mọi người rằng là em sẽ thiết kế một cái quần bò ngố của em. Đây là một chiếc quần bò ngố Việt Nam xuất khẩu các anh chị ạ. Em đã mặc cả một mùa hè rồi, chất rất là ok luôn, nhưng hôm nay tự nhiên ngẫu hứng em muốn phá cách là em sẽ muốn thay đổi chiếc quần ngố này thành một chiếc quần short thời thượng đúng mốt hiện nay bây giờ. Bởi vì là thời trang mà nó phải được biến tấu theo thời gian cũng như là theo ý tưởng của mình. Mặc dù hàng ngày em đã sửa chữa rất là nhiều đồ cho các khách và các khách rất là ưng, nhưng mà bản thân mình thì đôi khi cũng không có thời gian để tự làm cho mình. Nhưng ngày hôm nay em đã quyết định là thay đổi chiếc quần này thành một chiếc quần short ưng ý. Vâng ạ, mọi người nhớ theo dõi video của em đến phút cuối để xem là chiếc quần này khi thành quần short thì nó sẽ như thế nào nhá. Các bạn ơi, đây là một chiếc quần ngố hoàn chỉnh luôn. Đây, đầu tiên mình mua về nó cũng như thế này. Bây giờ cái mốt bây giờ là nó đều là tua gấu và trên đùi là phải rách một chút nó mới cá tính. Cái quần này thật ra là mình mặc rất là thích, nhưng mà bởi vì là cái gì mặc một thời gian rồi cũng sẽ chán đúng không các bạn? Vậy thì bỏ đi thì rất là phí, nên là mình đã quyết định là thiết kế chiếc quần này thành một chiếc quần short theo ý của mình. Đây là, các bạn hình dung là quần short thì thường thường nó chỉ cách đũng khoảng tầm khoảng 5cm đến 7cm thôi. Đây, tầm này hoặc tầm này. Bởi vì là mông mình thì tương đối là to, đâm ra là mình sẽ để cách 7cm, tầm 7cm nhé các bạn nhé. Đây là tầm khoảng đây. Đây là 6cm thôi, 6cm thôi các bạn nhé. Đó. Và mình sẽ đo lại cái chiều từ cạp cho đến cái chỗ này để cho nó chuẩn xác các bạn ạ. Đây, nó tầm này 5, 10, 15, 20, 25 và 27. Đây nha các bạn nhé, mình đánh dấu đây. Mình làm thế này để cho cái quần nó sẽ không bị vặt ngắn vặt dài hoặc là bị lệch, bên này cũng vậy ạ. Đó. Đây, các anh chị nhé. Đó, bây giờ em sẽ dùng thước, em sẽ dùng kéo để em sẽ cắt cái quần này. Các bạn ơi, nếu mà thông thường mà chị em nào mà không thích mặc rách hoặc là không thích mặc kiểu cá tính quá thì như cái quần này nó đã tương đối là hoàn thiện một cái quần sóc bò rồi các bạn nhé. Cái này bây giờ chúng ta chỉ cần dùng tay thủ công giết hai cái mép này, bốn cái mép này vào, 1, 2, 3, 4 cái mép này vào để nó khỏi bật cái mối chị này ra là chúng ta đã được một cái quần sóc bình thường, đơn giản, nêu ra như là một cái quần trơn mặc bình thường thôi. Nhưng mà bởi vì mình là một người tương đối cá tính, đâm ra là mình sẽ phải thiết kế cái quần này theo một cách khác một chút, nên là mình sẽ làm tua gấu này. Sau đấy thì mình sẽ làm rách thêm 1-2 lốt ở đây nữa. Còn nếu mà trường hợp mà thích đẹp nữa thì chúng ta có thể làm cái vạt này nó hơi ngắn hơn một chút so với cái vạt bên này. Bây giờ mình sẽ thiết kế nốt nhá. Bây giờ mình sẽ làm cái vạt bên này ngắn hơn một chút. Chúng ta lại kẻ cái này thì nó đơn giản nên chúng ta không cần phải đo quá đo lắm, chúng ta ướm là được. Có thể thiết kế thành nhiều cách khác nhau. Tạo nên một cái quần jean nó khác lạ một chút và nó nhìn nó đỡ nhàm chán. Đó, một ví dụ một cái quần rách như thế này. Và bên này thì em sẽ làm thêm hai miếng rách ở đùi ở góc này cho nó lạ hơn này. Em sẽ đánh hai cái miếng rách ở đây. Đó, em sẽ làm hai miếng rách ở đây. Cái này thì chúng ta phải dùng kéo ngắn. Chúng ta sẽ dùng kéo ngắn để cắt. Và bây giờ em phải gấp mép cái này vào. Đó. Đó, nôm na là chúng ta đã được một cái quần bò gym vừa rách. Nhìn nó không bị tả tơi quá nhưng mà vẫn có cái độ trẻ trung. Bên này nếu mà cần thiết nữa thì chúng ta có thể cho thêm.
chúng ta có thể cho thêm một miếng vào đây giữa, một miếng thôi nhé. Chúng ta sẽ cho thêm một miếng rạch ở giữa đây nữa. Cái quần bò này khi thiết kế xong thì mình sẽ gửi tặng một bạn nào đó. Mình sẽ gửi tặng một bạn nào đó. Đó, nếu như mình thường một cái quần jean này nó đã gần tương đối hoàn thành ấy. Bây giờ mình sẽ dùng tay. Mình sẽ có, nhà mình có máy may nhưng mình sẽ không dùng máy may mà mình sẽ dùng tay để giết hai cái mép này vào các bạn nhé. Cái này là quần màu xanh, nhưng mà chúng ta có thể dùng chỉ màu đen. Chúng ta có thể dùng màu đen. Đây. Đây, cái mép của nó là như thế này. Muốn mặc theo kiểu cách khác đi thì các anh chị có thể tự thiết kế ấy. Có thể những có cái quần bò mình mặc một vài lần mình chán rồi, hoặc là mình không quen mặc bò dài, mình muốn mặc xong quần sóc thì các anh chị có thể thiết kế theo kiểu này. Còn nếu mà anh chị muốn may thì các anh chị có thể mang ra hiệu may, người ta có thể may lại gấu cho các anh chị. Nhưng mà tôi nghĩ là quần sóc thì phải mặc cá tính một chút, nên ra là chúng ta sẽ thiết kế theo những cái phương pháp thủ công đơn thuần này cũng được một cái quần sóc rất là đẹp các anh chị ạ. Đây ạ, bây giờ em bắt đầu thực hiện cái bước cuối cùng để hoàn thiện cái quần này. Các anh chị gấp mép này vào. Nếu các anh chị không muốn làm lâu thì các anh chị gấp cái mép này cho nó bằng nhau này. Các anh chị thấy chưa? Cầm cái mép này bằng nhau. Và chúng ta chỉ cần dùng cái nhíp này cũng được, hoặc là chúng ta dùng cái nhíp thường ngày mà chúng ta vẫn dùng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày chúng ta dùng như này. Nhưng mà cái nhíp này là nhíp may nên là cái mũi của nó nhọn nên là em sẽ gấp nhanh hơn. Đấy ạ, các anh chị cứ dùng cái nhíp này, các anh chị tua vải giúp em. Cái vải này nó là hàng Việt Nam, nó là xuất khẩu, nên là cái chất vải của nó cũng tương đối là dày. Và cái sợi chỉ của nó tương đối là dai, nên là giật nó hơi khó một chút. Này chúng ta cho tua thêm một chút nữa. Thật ra là có cái kim để làm xước đấy các chị ạ. Cái kim để làm xước quần bò đấy ạ, nhưng mà vì cứ mãi đi lấy hàng lắm ra là em cũng chưa tham khảo là cái kim đấy. Để hôm nào em xuống chợ em sẽ tìm hiểu và em sẽ mua cái kim làm xước quần. Nó cứ mài như này là nó xước đấy ạ. Nhưng mình chưa hỏi, mình cũng quên đi. Đi buôn 6-7 năm rồi nhưng mà không nghĩ ra. Hôm nào... Chúng ta sẽ hỏi. Thì mua cái kim này về sau này các chị em có nhu cầu làm xước thì em sẽ làm cho như ý luôn. Đó các bạn ơi, mình đã vừa hoàn thành xong một chiếc quần sock. Đây, bây giờ mình sẽ mặc vào cho các bạn chiêm ngưỡng cái thiết kế mới của mình nha. Các bạn ơi, cái quần jean mình vừa mới lại thiết kế lại đây thì có thể phối rất là nhiều đồ các bạn nhá. Như lúc đấy thì mình mặc với một chiếc áo thun ôm sát, nhưng mà cái quần này có thể mặc với tất cả các thể loại, từ áo phông sơ mi, bánh bèo như là thu đông. Đó các bạn nhìn thấy không? Mình đã mặc ở trên người một chiếc áo thu đông của cái mùa năm nay, một chiếc áo thu đông màu hồng hình Mickey và rất là trẻ trung luôn. Đó, mình mặc cái này mình cảm thấy rất là tự tin, bởi vì là nó là dáng suông, nó sẽ che được cái vòng hai của mình nếu như các bạn nào còn tự ti với vòng hai. Và cái quần jean này thực ra là nó phối đồ cực kỳ là ok luôn các bạn ạ. Các bạn có thể hơi dắt một chút vào vành quần để lộ cả cái dáng như thế này các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây, hoặc là các bạn có thể để chùm như này, người ta gọi là mẫu áo giấu quần.
Đây, cái mẫu này là cái mẫu mà sinh viên hiện nay đang rất là thích và nó là xu hướng chung của tất cả các bạn trẻ rồi. Vậy thì cái quần jean này còn thể phối với những cái áo như thế nào thì các bạn chờ mình nha. Em Trang đã biến tấu và thiết kế nó thành một cái quần sock như các chị em đã nhìn thấy ạ. Rất là trẻ trung và đẹp luôn và rất là thời thượng. Vậy thì trong 5 phút em Trang đã làm gì với cái quần jean này mà để có thể từ một cái quần ngố thành một cái quần jean phối với tất cả các thể loại áo được? Vậy thì các chị em hãy xem video của em và nhớ là cho em cái đánh giá cũng như là cái comment ở bên dưới để em có thể tiếp thu thêm ý kiến biến tấu cái quần jean này theo một cái cách mới nữa ạ. Vâng ạ, các chị có thể nhìn thấy ạ. Đó. Rất là đẹp luôn ạ, như một cái quần mới đi mua luôn các chị nha. Mông ôm này, đằng trước thì nó có cái họa tiết để tạo nên cái sự trẻ trung và không cảm giác cái quần nó không bị trống trơn hay là bị nhàm chán quá các chị nha. Cái màu áo này thì là các chị có thể thả vạt hoặc là các chị có thể buộc như của em nãy vừa mới làm đấy ạ, hoặc là các chị có thể phải áo thu đông. Vậy thì trong 5 phút của em Trang đã làm gì với cái quần jean này thì các chị hãy xem video và nhớ là đăng ký kênh ủng hộ em Trang cũng như là cho những cái ý kiến đóng góp ở bên dưới nha mọi người, và đừng quên ấn chuông để theo dõi những cái video mới nhất của em Trang ạ.